Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Sơn Túc Đỏ. Thì hiện tại em còn lại được 4 bộ K4, K1. Thì nếu như mọi người hay mua quay quan sát mà hay mua hàng ở bên em, đặc biệt là những dòng mic, thì chúng ta sẽ không còn xa lạ gì với dòng mic K4. Đây là một dòng mic K4, một thương hiệu của Mỹ, nhưng do công ty BBS sản xuất các bác nhá. Nó cũng giống như DMX vậy, đặt hàng của BBS. Thì K4 là một thương hiệu của Mỹ, nhưng họ đã đặt hàng BBS sản xuất theo độc cho họ một model. Đó là với cái model là K4 K1. Thì với cái model này nó thiết kế hoàn toàn khác so với những bản mua BBS ở trên thị trường, nhưng nó vẫn hơi có một cái hơi giống một chút với BBS thôi. Còn về kiểu dáng cũng như là bên trong mạch thì nó sẽ hơi khác một chút so với những bản BBS. Cho nên cái dòng K4 này chúng ta mua thường thường giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn hoặc là khó mua hơn trên thị trường. Dòng này thì họ sử dụng toàn bộ màn hình nằm ở bên một bên luôn, lấy trong bên và trên đây cho ghi là K4 K1. Dòng này tất cả sẽ là mạch vị tím, từ bo cho đến tay mic, tất cả sẽ thời thứ sẽ là mạch vị tím hoàn toàn cho các bác luôn, và đặc biệt sẽ có tự ngắt luôn. Cái phần đặc biệt một chút nữa đó là dòng K4 K1 này nó sẽ sử dụng cái dòng côn cao cấp nhất của hãng BBS, đó là dòng côn trắng vàng các bác nhé, côn trắng vàng, và được sản xuất dành riêng cho cái model K4 này. Côn trắng vàng đã là cao rồi, nhưng cái môn côn trắng vàng mà sản xuất K4 nó sẽ có những cái khác so với dòng côn trắng vàng của những dòng mic BBS. Và chúng ta cùng xem thứ nhất về đầu thu. Thì đầu thu của K4 thì nó cũng không có quá nhiều khác biệt so với dòng BBS, đặc biệt là những dòng BBS như là chúng ta đã biết như là U5001 thì nó cũng tựa kiểu này, nhưng mà nó sẽ bo tròn hơn. Còn đối với K4 thì họ nó sẽ thiết kế là vuông vắn, trung vuông vắn luôn các bác nhá. Cái nút bấm thì nó vẫn theo cái kiểu nút bấm nút vặn của BBS, cho nên chúng ta sẽ hơi giống. Những cái nút cài đặt dò theo tín hiệu nó cũng sẽ giống luôn. Trên đây nó sẽ in là K4. Còn bên phía tay, đây các bác cùng xem tay đây. Thì đối với K4 thì trên tay nó sẽ dập là K4 luôn. Đó sẽ là in khắc trên cái tay luôn là K4. Và dòng tay là tay dạng tay thôn nhỏ. Và đây là cái côn trắng vàng. Thì nếu các bác để ý cho em, những dòng côn trắng vàng của BBS thì nó sẽ khác một chút, thì nó sẽ in chữ BBS ở đây, hoặc là nó sẽ có cái kiểu là nó sẽ hơi cái kiểu là nó thấp hơn một chút. Thì đối với dòng côn trắng vàng của thằng BBS K4 này thì cái phần đít này nó sẽ nhỏ hơn so với côn trắng vàng của hãng BBS. Côn trắng vàng hãng BBS nó sẽ rộng hơn một chút các bác nhá, cái đế nó sẽ rộng hơn. Thì chúng ta sẽ thấy nó đều khác biệt. Đấy, côn trắng vàng nó cũng sẽ là côn trắng vàng cao cấp nhất của BBS, nhưng nó sẽ có những một số thay đổi theo như K4 đặt hàng, cho nên là nó sẽ khác biệt. Về phía bên trong đây, các bác cùng xem phía bên trong. Đấy, phía bên trong chúng ta sẽ thấy là mạch vị tím này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Sơn nó sẽ là mạch vị tím luôn. Mạch vị tím là đời mạch cao cấp nhất của BBS các bác nhá. Và K4 đương nhiên nó là một thương hiệu khá là nổi tiếng rồi, cho nên đương nhiên họ sẽ dùng những cái gì cao cấp nhất để họ làm cái thương hiệu của họ. Đây các bác nhìn, tất cả các loại pin vẫn đang còn đó nhá. Đây cái loại pin giữ pin vẫn đang còn, em chưa vệ sinh đâu. Đây là giữ pin. Dưới đây là những cái phím chúng ta tắt bật chức năng tự ngắt này, hoặc là chỉnh bật chức năng tự ngắt là cái chữ GS đấy, hoặc là chúng ta chỉnh tần số ở trên tay, chúng ta sẽ ấn hai cái lỗ ở đây. Đấy, nó sẽ không khác nhiều so với những bản của BBS, nhưng về cái kiểu dáng nó sẽ hơi khác một chút. Thì đối với những bản K4 này, bình thường trên thị trường bên em cũng hay bán, kể cả cái thời mà trước Tết hay là những cái thời không dịch thì bên em, hay là hàng lấy ăn là ngon lành, thì bên em cũng bán với các bác là giá 2,5 triệu một bộ, là bao ship đều có phụ kiện luôn. Đấy, thì đối với những bộ này không còn nhiều, cũng còn 4 bộ thì bên em kể cả thời điểm bây giờ giá nhập khá là cao, nhưng bên em vẫn giữ giá các bác vẫn là 2,5 triệu đồng. Và cái 2,5 triệu đồng này bên em sẽ bao ship và đầy đủ phụ kiện hết cho các bác luôn. Hàng sẽ được bao zin, đương nhiên hàng sẽ rất là ok. Dòng này các bác thao hồ chỉnh, thích chỉnh nhẹ bao nhiêu thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên phần trên đầu, chỉnh đầu nhạy trên đầu. Và sẽ có những cái đặc biệt ở K4, nó chất âm nó sẽ nó, nếu các bác để ý cho em thì cái dòng mic K4 chúng ta hát nó sẽ không cảm giác nó quá trầm như so với BBS, cho nên là không có hát sẽ sáng hơn một chút và cảm giác hát nó nhẹ hơn so với BBS. Có thể là do một số căn chỉnh của hãng K4 họ yêu cầu riêng đối với BBS, cho nên chúng ta hát cả K4 nó sẽ hơi nhẹ hơn một chút và nó khoái hơn. Đấy, thì đối với dòng mic này em chỉ còn đợi đúng 4 bộ các bác nhé, còn đúng 4 bộ và giá như thông báo các bác là đúng 2,5 triệu và bao ship cho tất cả các bác luôn, đến tận nhà luôn. Và những bác nào đang có nhu cầu mua dòng mic này thì liên hệ ngay cửa hàng bên em, tất cả các chuôi mic sẽ được bên em kiểm tra và thay mới cho các bác. Nếu dòng mic nào bị nứt, tất cả
nắp sẽ không bị nứt các bác nhá. Đấy, sẽ được làm mới mọi người luôn. Nắp là nắp chính hãng luôn các bác nhá. Sơn zin, không phải là sơn lại đâu nhá. Đây mọi người lưu ý giùm em. Đấy, rất là đẹp. Và những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em các bác nhá. Giá đúng 2,5 triệu và bao ship cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ạ.